Chào các thầy cô. Thì dạo gần đây tôi nghe thấy là rất nhiều các thầy cô phàn nàn về có người lạ xâm nhập vào trong cái phòng Zoom của chúng ta. Nhất thì vì do chúng ta không cẩn thận nên chúng ta sẽ để cho người ngoài có thể được phép xâm nhập vào. Và trong bản cập nhật mới nhất thì Zoom đã yêu cầu tất cả các cuộc họp đều phải có mật khẩu. Thì để chúng ta có thể chỉnh sửa mật khẩu hoặc là bảo mật hơn nữa là chúng ta sẽ để cho phòng chờ xuất hiện thì chúng ta sẽ làm thế nào? Trước tiên chúng ta hãy vào phần cài đặt của Zoom là Meeting. Ở phần Meeting này thì chúng ta hãy chọn vào Edit để chỉnh sửa. Đây là thông tin về ID của chúng ta. Ở phía dưới là về mật khẩu. Mật khẩu ở đây chúng ta không nên để các cái mã dễ bị lộ. Ví dụ như là mã các số liên tiếp, chúng ta hãy đặt một cái số nào đó nó phù hợp hơn. Và thứ hai đó là về tạo phòng chờ. Thì khi mà chúng ta tạo phòng chờ, bất kỳ một ai muốn vào lớp của chúng ta thì đều sẽ phải qua quyết định của chúng ta có cho phép hay không. Thì để làm việc đó, chúng ta hãy vào Advanced Open. Chúng ta chọn cái Waiting Room là để tạo phòng chờ. Khi tạo phòng chờ rồi thì chúng ta sẽ quản lý được cái việc vào học của học sinh. Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cài đặt. Chúng ta sẽ thử kiểm tra. Như vậy sau khi bạn nhập đúng mật khẩu thì sẽ có một thông báo hiện lên là có một học sinh đang ở trong phòng chờ. Thì chúng ta có thể cho học sinh này vào hoặc là chúng ta có thể để học sinh chờ trong phòng chờ. Và quan trọng là chúng ta phải chọn vào, chúng ta sẽ biết được cái người đang muốn xin vào lớp này là có tên như thế nào. Chúng ta hãy quy ước với học sinh trước là học sinh phải viết tên theo lớp của học sinh, nếu đúng chúng ta mới cho vào, nếu không chúng ta hãy xóa đi. Ở đây tôi có thể cho phép học sinh vào. Và nếu như chẳng may học sinh của chúng ta mà chúng ta cho phép vào nhưng mà đấy là người ngoài thì chúng ta có một cách là chúng ta sẽ đẩy cái bạn đó đi ra khỏi ngoài lớp. Chúng ta ấn chuột phải vào cái giao diện của người đó và chúng ta hãy chọn Waiting Room thì người này sẽ lập tức bị đẩy ra ngoài phòng chờ. Như vậy đấy là một cách cách xử lý trong cái trường hợp mà học sinh không làm theo yêu cầu hoặc là người đó không phải học sinh của chúng ta thì chúng ta có thể đẩy người này ra ngoài phòng chờ.